Thưa quý vị và các bạn, là một tỉnh nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc, Yên Bái có khí hậu nhiệt đới ôn hòa, có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, trong đó có trên 200.000 ha rừng sản xuất, 23.000 ha rừng phòng hộ, 26.369 ha rừng đặc dụng, mỗi năm cho khai thác tiêu thụ 200.000 mét khối gỗ, 200.000 tấn tre, vầu, nứa. Bình quân hàng năm tỉnh có trồng mới trên 13.000 ha rừng. Đây là nguồn tài nguyên tiềm năng cho phát triển ngành sản xuất giấy để xuất khẩu. Sản xuất giấy được coi là ngành kinh tế mũi nhọn ở Yên Bái, không chỉ góp phần tiêu thụ sản phẩm rừng, giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động mà còn đóng góp khá lớn vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 25 dây chuyền sản xuất giấy bằng nguyên liệu sợi dài với công suất trên 35.000 tấn sản phẩm một năm. Các nhà máy mọc lên khắp các vùng quê Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên. Giấy đế và giấy vàng mã là một trong những mặt hàng xuất khẩu đóng góp về kim ngạch xuất khẩu rất lớn cho tỉnh Yên Bái. Hàng năm thì kim ngạch xuất khẩu giấy đế và giấy vàng mã đóng góp khoảng 5-7% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái. Ở trong thời gian vừa qua thì các cái doanh nghiệp sản xuất giấy đế và giấy vàng mã tỉnh Yên Bái đã ổn định sản xuất và có đảm bảo được cái thị trường xuất khẩu. Đây là những dây chuyền thiết bị sản xuất công nghệ mới mà công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư. Nhờ công nghệ này đã mở ra một chặng đường phát triển mạnh mẽ cho doanh nghiệp. Số lượng mặt hàng sản xuất dần tăng lên, chất lượng sản phẩm từ đó cũng phát huy được hết ưu điểm, sản lượng sản xuất cũng tăng nhanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng. Mặc dù là đơn vị đi sau, công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn với tinh thần chịu khó học hỏi, năng động trong việc tạo nguồn nguyên liệu đầu vào, sáng tạo trong tổ chức sản xuất và không ngừng tìm tòi cải tiến quy trình công nghệ, sản phẩm giấy đế xuất khẩu của công ty có sự tăng trưởng nhanh qua các năm. Doanh thu từ 1,7 đến 2 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Trên đây chỉ là hai trong số các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng này tại Yên Bái. Các đơn vị này đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội tại Yên Bái và cũng giúp người dân Yên Bái có công việc ổn định. Nhận thức việc xả thải sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của nhân dân trong vùng, nên hầu hết các cơ sở sản xuất đều đã chú trọng đầu tư công nghệ xử lý nước thải đúng yêu cầu kỹ thuật, nên trong quá trình sản xuất không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trong thời gian vừa qua thì các doanh nghiệp xuất khẩu ở giấy đế và giấy vàng mã của tỉnh Yên Bái đáp ứng rất là tốt cái vấn đề về môi trường, đặc biệt là xử lý chất thải. Và Sở Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan là Sở Tài nguyên Môi trường, rồi là Công an Môi trường thường xuyên kiểm tra, quan trắc môi trường về cái xử lý chất thải của các công ty. Và tuy nhiên hiện nay thì cái xử lý môi trường của các công ty là đảm bảo yêu cầu, nhưng chúng ta không thể chủ quan. Dù Yên Bái có trữ lượng tre, nứa, vầu khá dồi dào, nhưng với việc bóc lột tài nguyên một cách bừa bãi thì tài nguyên có giàu đến mấy cũng đến lúc cạn kiệt. Để ngành giấy Yên Bái phát triển bền vững thì việc xây dựng và phát triển nguồn nguyên liệu được coi là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Do vậy, việc hướng dẫn cho người dân trồng và khai thác hiệu quả là giải pháp hữu hiệu cho các đơn vị sản xuất kinh doanh giấy. Để ổn định vùng nguyên liệu này thì thứ nhất đó là chúng tôi phải thường xuyên xây dựng các cái phương án thu mua nguyên liệu theo tháng, theo quý, theo năm, theo chu kỳ kinh doanh. Thứ hai là thường xuyên tuyên truyền trong dân để dân thấy được cái hiệu quả của vấn đề trồng mới, vấn đề chăm sóc, thế và tuyên truyền trong dân về vấn đề quy trình khai thác cũng như quy mô khai thác làm sao cho nó phù hợp với cái phát triển tự nhiên của tre, nứa, vầu. Cái thứ ba nữa đó là chúng tôi thường xuyên là tổ chức cái thu mua nguyên liệu nó phù hợp với cái yêu cầu của miền núi, thế và hỗ trợ tạo điều kiện cho dân thông qua giá để dân tái đầu tư cũng như là tổ chức tốt cái chương trình chăm sóc. Để đảm bảo cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển bền vững và có một cái nguồn nguyên liệu ổn định thì chúng tôi đưa ra một cái chương trình là nâng cao giá trị của cái sản phẩm thu mua từ cái việc nuôi trồng và khai thác của bà con nông dân. Chỉ có như vậy thì người nông dân sẽ tự giác chăm sóc và bảo vệ rừng. Việc sản xuất kinh doanh mặt hàng giấy đế, giấy vàng mã đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội tại Yên Bái, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương. Tuy nhiên, để ngành này phát triển bền vững, cần sự nỗ lực lớn từ các doanh nghiệp, từ việc hỗ trợ người dân trồng và khai thác tre, nứa, luồng có hiệu quả và khoa học đến việc sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của Yên Bái cũng cần kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, tháo gỡ khó khăn về thuế.